trong xã hội á có rất nhiều người họ cho rằng mình đúng, có mà có các bạn ơi, họ cho rằng mình là thông minh, có mà họ cho rằng là họ biết rất là nhiều, có các bạn ơi, tuy nhiên họ vẫn chưa có tiền, có mà có mà có những người họ cho rằng họ học rất là nhiều, có các bạn ơi, học bằng 1, bằng 2, bằng 3 nhiều không? Nhiều. Rất là nhiều, tuy nhiên tiền họ vẫn chưa có mà có nhiều người rằng họ cho rằng họ có rất nhiều kinh nghiệm, có các bạn ơi, sống đến 60 tuổi đời kinh nghiệm nhiều không? Nhiều. Họ ơi một bụng kinh nghiệm luôn, tuy nhiên bạn vẫn chưa có tiền, có mà nếu bạn đang đúng, nếu bạn đang giỏi, bạn đang rất là thông minh, bạn có rất là nhiều bằng cấp, bạn biết rất là nhiều thứ, bạn có rất là nhiều kinh nghiệm mà bạn vẫn chưa có tiền, thì cái điều đó nó nói là cái gì ạ? Nó nói lên là bạn biết rất là nhiều thứ, tuy nhiên còn một điều nữa bạn vẫn chưa biết là làm sao có tiền để cho cuộc sống bạn tốt hơn, bạn vẫn chưa biết cách. Có phải như vậy không? Có phải như vậy không? Nói đến đây thì những người mà giỏi giang thông minh á mà họ không có tiền á, họ cứ nói câu như vậy này: tiền làm gì mua được hạnh phúc, tiền làm gì mua được tình yêu. Ok bạn ơi, lúc xưa mình có hay nói hoài cái câu đó các bạn, mà nó rất là kỳ lạ, cứ ngày nào mình còn nói câu đó là ngày đó mình vẫn còn chưa có tiền. Ok, để sau này bắt đầu mình lớn lên, mình chơi với nhau có tiền, bắt đầu mình mới ngộ ra một điều nó rất là thú vị. Ok, những ông có tiền, ông cũng có một câu câu nói, câu kia là câu của ông hỏng. Ông có tiền. Ông có tiền, ông có một cái câu nói khác. Các bạn có sẵn sàng để mình bật mấy câu nói của ông có tiền không? Sẵn sàng. Ông có tiền, ông nói: những gì không mua được bằng tiền thì phải mua rất nhiều bằng rất nhiều tiền. Ok, nghĩ đi nghĩ lại, câu nào cũng có lý. Ok các bạn. Tuy nhiên, bây giờ 41 tuổi đời rồi, bị đời nó đá cho nhiều lần rồi, nên bây giờ là nếu cho mình chọn thì mình chọn câu nói của ông có tiền. Vì sao mình chọn như vậy? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Tiền nó mua được hạnh phúc, nó mua được tình yêu không thì mình không có biết đâu, nhưng mà tiền nó mua được nhà hạnh phúc rồi có. Ok, nó mua được xe hạnh phúc rồi có. Nó cho chúng ta những chuyến đi du lịch hạnh phúc rồi có. Ok, mà ra ngoài đường á, mà trong túi nó có nhiều tiền á, nó tự tin hạnh phúc rồi. À, tự tin không thể chịu được. Ok các bạn, cái thằng nó vừa lùng nó vừa xấu, nó có tiền trong túi nó cứ tưởng nó đẹp trai. Có các bạn có. Nó tự tin không thể tưởng tượng được các bạn ơi, mà vui vui lắm phúc, cứ có nhà, có tiền, hay đi du lịch nhiều, có xe. Ok không ạ? Cái tự nhiên cái con người nó rất là thoải mái, mà rất thoải mái nên nó rất là vui, ra miệng lúc nào nó cũng cười đó, mà nó cười hoài nên nó vui nên nó hạnh phúc. Ok bạn ơi, còn nó có mua được hạnh phúc không thì mình không có biết. Vậy các bạn thấy vậy cái đồng tiền nó có quan trọng không các bạn ơi? Có. Nó quan trọng hay không thì mình không biết, nhưng mà mình phát hiện ra một cái chi tiết này, năm 2 đến 5 các bạn, mình đã từng mất sạch tiền. Và khi mình mất sạch tiền rồi á, những cái tháng ngày mình ra nhà trọ mình ở, mình mới phát hiện ra một điều rằng cuộc sống này thà có tiền còn sướng hơn không có tiền. Ok không ạ? Bởi vì sao ạ? Vì đằng nào đằng thì chúng ta có khoảng 840 tháng đến